theo Thánh Matthew chương 10 câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Anh em hãy đi rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy dụ bụi chân. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống nhân sinh, con người dù là ai hay như thế nào, tất cả đều cần đến sự bình an. Qua trang tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu sai các tông đồ đi loan báo tin mừng. Mặc dù Chúa đã trao ban cho các tông đồ quyền năng chữa lành những bệnh nhân, làm cho kẻ chết sống lại, giúp những kẻ phong cùi được sạch và trừ quỷ, nhưng bên cạnh đó, Đức Giêsu còn trao ban sự bình an của Chúa cho các tông đồ. Đồng thời, Chúa cũng sai các tông đồ đem sự bình an của Chúa đến cho những người đón nhận và tiếp rước các ông. Vì thế, một trong những dấu chỉ cho thấy người môn đệ Chúa thực hiện tốt lệnh truyền Chúa trao, đó là bình an. Bình an nơi bản thân mình và đem bình an đến cho người khác. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng bình an cho nhà này. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Qua bí tích rửa tội, chúng ta đã trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta được Chúa Giêsu mời gọi lên đường loan báo tin mừng, đem Chúa đến cho người khác. Chúng ta được mời gọi làm công việc này bằng chính cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Qua đoạn tin mừng này như là dịp để chúng ta tự hỏi chính mình rằng chúng ta có nhận thấy mình được sự bình an khi làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày hay không? Chúng ta có làm cho người khác bình an sau khi họ gặp gỡ mình hay không?